36 năm ông đó với các bác ở đây là không dám mặc áo cọc. Mà bác nói ở mấy cái chưa bao giờ bỏ được. Bác giới thiệu họ tên nhá. Bởi vì thực tế là hôm nay anh em tôi đến đây cũng có nhiều muộn tí. Bởi vì đến đây là cả lớp các anh chị cũng đương có cái chương trình chia sẻ. Nhưng vì đến vườn hóa này chúng tôi nghĩ định là cũng có cái chia sẻ về cùng với các anh các chị. Tức là chú em tôi là có học cái khóa thứ hai ở Bắc Giang của thầy hội. Đầu tiên chúng em tôi học thì trước khi vào học là nó bị một cái bệnh là bệnh vể đến toàn thân cách nhiều năm rồi, và hai là mới bị là cái bị cái bệnh tức là liệt dây bệnh lại tiên cách độ một tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện đã đông y châm cứu đầy đủ rồi nhưng không được. Thế mà gặp rất gặp dịp là cũng cái cơ duyên là gặp cái lớp của thầy, thế là xin vào học luôn. Rồi đến ngày qua kết quả này để em tôi chia sẻ cùng với cả thì báo cáo với thầy với cả lớp này. Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ cái đấy thật. Cái thứ nhất nhất là về cái vẩy nến. Thì báo cáo với cả lớp là tôi bị vẩy nến đến bây giờ là 37 năm. Thế là có nghĩa là bị toàn thân luôn. Nó chỉ còn mở một tí tí mặt này nó lân lân thôi. Tất cả là đều bị vẩy nến tụ nứt đỏ. Thì không bao giờ được mặc áo cọc trong gần đấy năm. Thế mà chưa bao giờ, bây giờ mình bỏ được cái mũ thẻ lè đi mắt kia. Còn trước kể cả đi ăn không có chỉ quay gần đằng sau, không không dám bỏ ra. Thì khi tôi vào cái lớp của thầy hội ở Bắc Giang, khóa này ở Bắc Giang, thì sau khi được thầy chia sẻ và san sẻ kinh nghiệm, thì tôi cũng về làm theo thầy với các bước như sau. Cái thứ nhất là mình đun lá vàng, cái lá vàng bánh đẻ, đấy có nghĩa là không già, không non. Thì một ngày làm như vậy là một lần tôi tắm toàn thân. Thế một ngày tắm một lần, nhưng sau khi tắm xong thì tôi hơ cái bộ làm cái bộ là đề kháng, và sau đó là đánh 6 vùng phản chiếu. Sau khi đó thì là bắt đầu đi lăn, lăn tất cả những khu vực có vẩy nến, lăn đến đâu hơi lên đến. Lăn bằng gì ạ? Lăn bằng cái cào, cái gai đôi. À, gai đôi to hay nhỏ? Gai to ấy, ở toàn này là phải gai đôi to ấy. Ở mặt này thì phải dùng cái cây nhỏ thôi, cái cây cào đôi nhỏ ở mặt. Còn nó nâng cái này, bụng là phải lăn cái gào to ở chân. Thế tôi làm như vậy là trong vòng 15 ngày thì thời điểm mới nó rét. Thì nếu như nó như bây giờ thì một ngày làm được 2 lần thì đúng như thầy nói chỉ 5 ngày. Thì tôi làm 15 ngày hết. Bác đến được như bây giờ. Bác nhận xét trước đây thì tình trạng như nào bác mô tả? Trước đây tình trạng thì nói với cả lớp là có nghĩa là toàn bộ vảy nó đây cái bác vảy bong. Nếu như ngồi từ nãy giờ trước kia thì xung quanh những cái vảy nó trắng xóa hết. Toàn thân luôn. Ở đây tất cả tay, các cái móng tay nó không được nhắn như bây giờ mà nó bị ăn sồi và tôi đã queo queo một ngón. Đấy, trước khi gặp thầy hội nó bị queo một ngón này vì cái biến chứng của vẩy nến theo cái viện gia liễu trung ương bị queo một ngón này. Đấy, đến bây giờ vẫn tôi vẫn không thẳng được. Thế mà 37 năm thì các bác cứ tưởng tượng nó là như thế. Mỗi một lần bác hơ với bác lăn trong một thời gian hơ lăn toàn thân như vậy phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mỗi một vị trí khoảng bao nhiêu lần? Mỗi vị trí thì cứ đếm 60 tiếng đếm mà. Và cái 60 tiếng đếm, nhưng có những cái chỗ mà nó bị gần như là cái mình cứ cho nó là trung tâm đi thì nó hút rất là nóng. Thì những cái nóng đấy thì mình lại giật nó ra, xong mình lại xoa nó đi. Mỗi 3 lần như vậy xong chuyển đến chỗ khác cho nó cứ lại quay lại đi chỗ nào nóng nhất. Thì chị mình cứ làm như thế. Chỉ có mỗi bộ tăng sức đề kháng với sau phản chiếu, lăn hơi thành chiếu. Tiêm giải độc, có làm tiêm giải độc chéo ạ? Không ạ. Không, tắm nước lá vàng thôi. Đấy, có hơi thải không? Đấy, có hơi thải. Lăn hơi các cái vùng có vẻ này. Hoặc chụp mấy cây ngải để lăn, để hơi. Một cây thôi. Một cây hả? Và một cây thì thầy gọi có những cái để cái ống đấy. Chống lên đây. Nhưng mà hơ bằng tay được, nếu có người nào biết làm cho bác ở nhà mà vợ chồng mà biết làm bảo nhau thì hơ bằng tay vẫn là nhanh nhất. Những cái chỗ có thể hơ được bằng tay thì hơ bằng tay thì nó tốt hơn. Bác trước đây bác đi chữa những phương pháp gì rồi người ta làm cho bác? Trước đây thì nói với cả lớp là tất cả từ viện gia liễu trung ương về đến Bắc Giang là trước khi gặp thầy hội là vẫn có cái sổ lĩnh thuốc hàng tháng ở Bắc Giang. Thì sau khi gặp thầy hội là đến bây giờ là cũng bỏ thuốc rồi. Rất nhiều chỗ nghe đâu đi đấy, uống thuốc nam thuốc bắc cứ nghe đâu là đạp đi đấy hết, các cái thầy làng trong quan vô khu vực là đều đi cả Quảng Ninh, Bắc Giang là đi hết rồi, ra cả đến Bắc Ninh. Người ta kết luận là vẩy nến. Là đến trên người, trên da người nó có bị chảy nước không hay là không? À, cái vẩy nến khô ạ. Vẩy nến khô là và nó bong vẩy, nó bong vẩy, và nó ngứa.
người lắm, có này là không thể tưởng tượng được cái ngứa của nó. Ngứa mà nó mất thông khí lắm, nhìn thì sạm lắm, nó đỏ. Tức là mặt nó đỏ, sau đó nó băng 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 lúc nó vẩy vẩy cái kiểu cả da đầu, như vẩy cá nó cả đầu luôn, có nghĩa toàn thân. Toàn thân chỉ đọc cái khu này là không có. Dạ. Đấy, vừa nói rồi đấy. Đấy, phát đồ là mình chỉ có đánh cái đề kháng này, đánh, đánh 6 vùng cho nó tắm lá bàn xong đấy thì mình làm cái này. Và tắm lá bàn đầu tiên xong mình làm khô xong rồi là mình đánh cái này hai cái bộ đấy. Trong năn hơi tất cả những chỗ có vẻ đấy. Năn hơi là quan trọng, tắm nước lá bàn. Cái hồi đầu ấy là hồi đầu mình bắt này, cả trên da đầu này. Bong ra tóc còn không mọc được đâu. Tai rồi khắp nơi toàn mặt toàn thân nhìn nó cứ da nó bong ra và nó mốc trắng ra. Như con kỳ đà ấy. Trắng ra xong rồi. Có chỗ này nó rỉ rỉ nước ra. Thì toàn thân bắt nó vậy. Mà hồi đầu bắt cái dây học lớn thì xong rồi. Đây để hướng dẫn các bác. Đây để hướng dẫn các bác một cách bài bản để đầu của em. Đầu tiên là hướng dẫn các bác là gì? Về tắm nước cá vàng đặt. Tắm nước cá vàng. Tắm xong rồi sạch sẽ rồi. Sau đó này bác làm bước thứ hai là gì? Đây là đánh bộ đề kháng. 6 vùng phản chiếu. Bộ đề kháng trước ạ. Bộ đề kháng. Xong đánh 6 vùng phản chiếu. Sau đó là mình lăn hơi. Cái lăn là bắt lăn hơi. Lăn cầu gai to ở lưng và đùi. Lăn xong hơi này em. Lăn hết xong hơi. Lăn xong hết hơi. Hơi điểm nào nó nóng nhất thì mình giật nó ra. Hơi 3 lần. Xoa đi xong lại chuyển chúng ta. Trong cái lúc xong lại quay lại cái điểm nóng nhất đấy. Trên đầu với trên mặt cũng phải thế, nhưng mà cầu gai to, cầu gai nó nhỏ ở mặt, cầu gai nhỏ vẫn lăn được bình thường. Đấy, mặt nhỏ, cái cầu gai nhỏ cái to thì sẽ nó vươn quá. Bác tăng mấy cân? Lúc bây giờ là có năm mấy cân rồi, bây giờ được 5-9 cân. Không thể nhận ra bác. Lúc đấy nhìn bác nhiều thì trong người nó mới thành viên, mới bị tai biến, bị liệt dây 7 nữa. Đấy, trong bây giờ thì chia sẻ tiếp là cái dây bảy. Dây bảy, tiếp theo cái thứ hai dây bảy. Cái dây bảy thì gặp nhau là bây giờ vẫn nói có 17 đến 14, 29. Cái bên bị liệt đấy, 29 là ra số. Cái bên nó kéo sang bên này thì mình dán bên kia. Mình đánh cái bánh đánh cái bên liệt, xong đánh lấy cái dùng cái sao sổi đánh thuốc lên. Thế xong mình dán cái mở 27 lên đến 14, đến 29 lên số 0. Và trên này số 5 ở đây. Thì lên đến cái ngang trên này cũng vào số 0. Cái dán lấy và dán một cái tam giác ở trên này thì để nó chống cái chảy nước mắt sống. Lúc bình thường là nó bị thế, nó cái nước mắt sống nó cứ chảy ra. Và cũng làm cái này như vậy trong vòng 1 tháng. Tại vì trước tôi đi chơi đông y làm mất 2 tháng thì mới gặp thầy học. Cho nên làm nó hơi lâu hơn một chút. Thì đến bây giờ nó được như thế này. Và thầy cảm ơn. Hài quá. Được. Trước cái tình trạng của bác như nào, nó bị xuống xong rồi chảy nước, nó uống nước là nó rớt hết nước rồi. Mà mắt nó cũng không khít được. Cái buổi đầu tiên đến đấy thấy bác là không khít. Béo mắt thì nó nhắm nó chỉ khoảng độ được 1/3 mắt. Vâng. Thì bác trình tự từ đầu bác làm nó lại. Bước thứ nhất là mình là đánh sáu vùng xong là gạch mặt, đánh sáu vùng xong gạch toàn bộ mặt, đánh xong là chấm những cái dán cao lên cao từ 127 đến 14 theo một cái đường theo đường quay hàm này, còn từ 19 ở đây mình lên số 0, thế còn từ số 5 này lên mình lên số 16, thế dán ba đường đấy là cơ bản đấy, một cái đường từ đây lên thẳng cái số là 267 lên lên tầm giác ở trên này nữa. Chống chảy những mắt sống. Bác làm như thế trong một tháng? Trong một tháng. Mỗi ngày bác làm mấy lần? Mỗi ngày làm đủ có một lần trong cái này còn dính đến cái... Từng bác làm hay là... Cái này là tự làm đấy, nó lúc thì bảo bà xã làm hồi, nhưng bà xã văn thì này, tự mình xoay gương mình dán lấy. Bác này mấy buổi cuối bác mới đi học, bác không được đi học từ đầu đâu. Mãi rồi bác mới đi. Hay quá, chúc mừng bác. Thế là bác tăng bao nhiêu cân? Tăng lên được 5 cân. Nhìn bây giờ như một người bình thường, bây giờ rất đẹp trai, da để vào bào, mừng quá. Cái lên của bác thì cái lá bàn này bác đun lên bác có cho muối hay cho cái gì không? Không cho gì cả, và chỉ đun một lần nhiều không bác? Bao nhiêu lá? Một lần nói có bạn này mình cứ cầm một đi nó to. Quê thì có thiếu. Lá không được nhập cái các bạn là nó phải là cái lá bánh tẹt. Cái bởi vì cháu có đứa cháu cái là bây giờ cũng bị vẩy lấy mở đi bao viện được chứ. Học xong này mình chữa thôi. Thì đấy thì em cứ làm thế thôi, nhưng một ngày mùa này thì làm được 3 lần.
tắm lấy cái khăn, khăn lấy cái khăn nó mềm ấy, cái chà lên cho có phải nến, nó phải làm khô đi thế nào về mình bắt đầu lăn trong mưa. Xong rồi cho điếu ngải, cho đấy ngải. Cứ làm trình tự xem video, cứ học một chút nữa dễ hiểu, tại vì mình mới học mới hai hôm. Này nói người bắt có thể ăn được, sức khỏe thế nào, có thể sức khỏe. Trước kia thì nó gần như là đêm chỉ ngủ được một tiếng thôi. Thế thì hồi làm xong cái này mà cái thở âm dương khí công thì bây giờ là ngủ thoải mái đến sáng luôn. Hỏi bác, bác khỏe nên người vui nhất là ai ạ? Thì chắc chắn là đầu tiên là một người khỏe là người vui ạ. Ngày trước là đi học đấy các bác không biết đâu, mọi người không dám lại gần. Cái bệnh đấy sợ không dám lại gần. Nhìn đây bất kỳ. Nhưng mà mình biết là bệnh đấy nó không lây. Sao này? Rất là hạnh phúc khi mà thấy bác thay đổi. Hôm nay nhìn không nhận ra. Không nhận ra lúc bác lên trên này mới nhận ra, không ngờ lại đẹp thế này. Giờ bác ghi số điện thoại của bác. Bác đọc họ tên số điện thoại không? Để ghi lên bác. Bác số điện thoại là 09888 93 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
Bác Trường bây giờ ở nhà có hay chữa cho bệnh nhân không? Cũng có làm với ca thôi ạ. À, với ca đấy thì các bác nào ở Bắc Giang ấy thì liên hệ hai bác này. Kinh nghiệm chữa liệt mặt và chữa vẩy nến là một bệnh cực khó. Nhưng mà trường của bác này không phải trường hợp đầu tiên, mà trước đây Diện Trần Tuyền đã có trường hợp đã thành công rồi. Nhưng mà bác của bác là bị mạn nhất, vì của bác trước là nhìn bác rất là gầy rồi nó rất là nặng rồi cộng thêm cả liệt mặt nữa, nhìn rất là tiểu tụy. Mà bây giờ nhìn chỉ sau một tháng không bị tiêu. Bây giờ bác kế còn làm đúng không? Tức là còn chúc mừng bác này. Không, tức là làm điều trị là còn làm thôi ạ. Thôi bây giờ ổn rồi, đứng nữa mà cảm thấy hơi ngứa cái thì tí về chụp ảnh. Chụp ảnh trước khi đặt ra nó chỉ thâm như này rồi, cái tất cả chỗ thâm này trước nó đều bác vậy. Trước đây không bác? Có, trước mình có quay video, có quay video tí hôm nào sẽ post cái video cũ mà lần đầu tiên làm cho bác ấy, cho các bác xem. Thầy có quay lần đầu tiên làm. Em nghĩ là có một cái video đầu tiên và video bây giờ đó được, không thể tin nổi. Tất cả những chỗ thâm này là đều là vậy. Đâu bác dấu vết cũ đâu, bác xem. Tất cả những cái chỗ thâm bây giờ nó thâm mà nó không. Bây giờ nó thâm là nó đang thế, nó là đấy, thành, làm trước nó là vẩy hết, trước trên đầu vẩy. Đây, trên đầu bác là thay đổi nhiều đấy, nhất này. Bác có bị như này trước nó trắng xóa này. Không đi đâu. Cũ là toàn đẩy và xả. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? Năm nay 63 tuổi này. 63 tuổi. Bây giờ béo tốt ra, nhìn đẹp trai, cao to, mừng quá. Hay quá. Quá là hay luôn. Không thể tin nổi. Tháng gặp lại. 100 triệu thì bác có đổi được thế này trên này không? Không được. Chưa 37 năm rồi. Chưa gần như 37 năm thì anh tính 100 triệu chưa là cái gì? Thế bác cứ tưởng tượng rằng một hết tháng cả cuộc đời rồi, bình thường là nó khoảng rơi vào khoảng đâu, nhưng mà cao nhất là 5 triệu. Hồng hào quá đẹp này. Thế này không thể tưởng tượng về mấy con nó bảo tài thật. Đấy chẳng tài gì cả, đây này, đây là Thầy Châu đấy. Hài quá. Ở đây đây có hết trên mạng rồi. Đang trên mạng đang. Hài quá. Bọn em quay thì lại không quay được chuẩn như thế. Có đầy đủ đấy bác. Nó khổ lắm. Nó ngứa. Đây địa chỉ đây cả nhà nhé. Địa chỉ của hai bác này. Hai bác học lớp học của mình ở Bắc Giang. Bắc Giang có thể học 7 tiếng rồi chữa
tiền mặt hay không rồi, người xem không cần gì như thế, không thể tin được. Mới được các bạn ra hỏi đến giờ cũng đang chờ. Chào về. Đây là câu lạc bộ hôm nay mọi người đến, mọi người đã mãn cuộc rồi nhưng là lại gặp lại bác nên là mọi người lại lán lại để nghe bác những ca thần kỳ không thể tin nổi. Bác về bác học quá lâu chưa? Có hai bác ra. Khỏe này là chủ yếu là cái vàng nó để quăng ra thôi. Các vàng là bền ra. Xong mình hơ là chủ yếu. Là hơ thì là nó bác hơ toàn thân như thế mất bao nhiêu thời gian? Một tiếng đấy, mất một tiếng. Bác cứ chăm chú ngải đây là bác hơ hơ vòng quanh này. Xong rồi bác lăn. Lăn xong hơ. Lăn xong hơ xem cho săn là xong mình hơ thì nó kiểu như lăn vào. Có lúc bác có bị chảy nước này không? Khác có chứ không ít cái nước nó bị gãy nó chảy. Vâng, còn bình thường thì nó lên vảy thì nó trắng. Lúc bác lăn nó có đau không? Lăn nó ngứa lắm, ngứa. Thích, có nghĩa là nó ngứa, ngứa thích. Đấy, cái này mà bác tí bia rượu vào thì bác chắc không chịu được. Không uống nữa, sợ lắm ấy. Thế mà lăn nhá, khi lăn nó ấy mà hơ vào thì nó rất là ngứa. Đấy, hơ vào ngứa lắm ấy. Tại sao bác lăn mà bác không hơ luôn? Chẳng hạn như nó bị tự biên tự diễn ấy, thì không làm được. Thế mà vợ thì bà cũng này, chỉ lăn nếu bà mà hơ như vào. Như thì bác lại vào bao nhiêu thời gian? Tiếng ấy, làm mất nửa tháng. Nửa tháng, nhưng mà bây giờ từ lúc bác bị bệnh là 37 năm rồi. Rồi, bác, vâng cháu hiểu rồi, nhưng mà đến bây giờ là bác đã khỏi được bao lâu rồi? Thì Tết đến giờ có nghĩa là đến hôm nay tháng 4 âm lịch đúng không? 4 tháng. Có nghĩa là bác là... Chưa bao giờ rồi, quay trở lại. Có nghĩa là cái tình trạng này được 4 tháng đúng không? 4 tháng rồi. Đây là của bác là sẹo của cái vảy đấy chứ? Đấy, của nó là những cái chỗ vảy sâu đấy. Những chỗ vảy sâu bây giờ nó... Những chỗ nào sâu nhất thì nó trắng được ra đây, còn những chỗ nào nông đây nó thành như này. Đấy, nhưng hiện giờ là bác còn đang sử dụng hay bác dừng rồi? Không, dừng luôn, xong cái đấy hết là dừng. Đấy, không làm nữa. Thế mà từ trước các cái món trước chữa là sau khi mình chỉ dừng khoảng một tuần là nó lại quay trở lại. Nhưng cái này 4 tháng rồi. Giờ mới có móng tay thì bác không ngất luôn. Không, chỉ tắm bình thường thôi. Tắm nước lọ xong mình lấy cái rẻ nó ấy xong rồi mình cọ cái rẻ mềm ấy. Thì có những cái vảy nó còn lại thì kệ nó. Vâng. Không được kệ. Không bóc. Đấy cậy nó lại lên ngay. Đấy tự nó đi thì nó ra cái. Chứ mình bóc nó đi thì vài hôm xong nó lại lên. Cảm ơn bác. Chào các bạn nha. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.